Đấy, rất nhiều đồ, rất nhiều cây, rất nhiều cây quý hiếm nha anh em nha, toàn cây quý hiếm thôi. Những cây trong rừng này có rất nhiều tác dụng nha. Hôm nay mình sẽ bổ một cái hoa độc nhất vô nhị ở Việt Nam em nhé. Đây mình sẽ bổ cái đây em nhé, bổ cùng chiếc máy bay nhé.